Xin chào các bạn, chúng ta đang có mặt tại Vũ Thư, Thái Bình. Tôi đang đứng chờ một bạn này, bạn ấy ra đón đoàn của chúng ta vào trong để xử lý công việc. Mấy ngày hôm nay ở Thái Bình thì chỉ có hai vợ chồng tôi đi, tại vì học trò Trang thì sau cái chuyến đi đi Điện Biên về thì có mệt cho nên là nghỉ. Chỉ còn lại hai vợ chồng vẫn cứ phải miệt mài công việc. Trước khi vào nhà bạn này, tôi xin đọc qua cái tin nhắn của bạn này để các bạn biết được rằng cái sự hiện hữu của tâm linh nó như thế nào, sự tác động của tâm linh như thế nào và việc chúng ta đang làm nó có ý nghĩa giá trị như thế nào đối với con người, đối với đất nước này là như thế nào. Các bạn hãy nghe để biết được rằng cái thời điểm này sao cứ clip nào cũng thần. Tôi cứ phải xoáy nhiều lần về cái điều này vì việc của chúng ta đang đi xử lý thần và các gia đình có thần đều liên lạc lại với chúng ta. Đây là một bạn, bạn ấy không liên lạc được với tôi và bạn ấy đã phải nhờ cô Sơn xem cho. Và bây giờ thì cô Sơn không xử lý được cái việc thần này, cho nên là bạn ấy, cô Sơn đã chuyển cái thông tin này để cho tôi và đoàn của chúng ta vào xử lý. Các bạn, tôi đọc những cái yếu tố, những cái biến động trong gia đình nhà bạn này để cho các bạn nghe. Hoàn cảnh của con rất éo le, vợ con mất quá trẻ, lúc đó con, vợ và con của con cùng mất, tức là vợ mất lúc còn đang mang thai và vợ của bạn ấy mất còn quá trẻ. Lúc đó con như người chết đuối vớ được cọc khi thầy nhận lời về giúp. Nhưng mà chờ mãi đến hôm nay 2 tháng rồi thầy mới đến giúp con. Tức là tin nhắn này thì từ hôm qua thì hôm nay tôi mới đến được. Tối nay thần lại vào bóp cổ bố con và bắt bố con treo cổ để chết. Không được lại đến con và nói định bắt con nhìn thẳng vào mắt của họ. Họ ngoảnh đi và con hết hồn tỉnh dậy, mệt mỏi và bần thần. Con biết thầy rất bận nhưng thầy cố gắng tranh thủ sắp xếp thời gian đến giúp đỡ con. Cho con xin chút công đức của thầy để cứu vãn tình thế của gia đình con trong lúc này. Vì phước của con quá mỏng, nếu gia đình con có án mạng, nếu không gia đình con sẽ có án mạng xảy ra thầy ạ. Cứ chưa đến 100 ngày lại có một người mất trong dòng họ. Con chỉ biết kêu cứu đến thầy thôi. Thầy thương con, cứu gia đình con với. Con không biết nhìn vào ai nữa. Con chỉ biết chờ đợi thầy bởi tất cả quyền lực chỉ có thầy mới giải quyết được. Con rất tin về điều này. Cứu con nguyện sống tốt để không phụ công đức của thầy. Các bạn, tâm linh là như thế. Nó hiện hữu như thế. Việc của chúng ta là đi cứu người và chứng minh rằng tâm linh nó hiện hữu ở trần gian này như thế nào và góp phần thúc đẩy đất nước phát triển một cách tốt đẹp, mạnh mẽ để cho một cái tương lai nó thực sự rạng rỡ. Và bây giờ chúng ta, hình như bạn ấy đến rồi, chúng ta đến vào nhà bạn ấy. Mời các bạn theo tôi, đây rồi, đang ra đây. Cái trước ngày đó thì cái bát hương này, trong cái ngày đại lực ngày đó thì cái bát hương này tự nhiên thì đổ ở đây con sang thì bọn bố con bảo, mọi người bảo là hay là do mèo, con bảo nếu mà mèo đổ thì đổ bị đổ tất ấy, nhưng lại chỉ ghé trên đây tất cả cái ấy này vẫn còn nguyên. Và trong con nằm mơ thì đêm mẹ nằm mơ ngày con vợ con được 2 tuần ấy, con nằm mơ nằm sau rắn này cắn, bây giờ vẫn còn vết cắn đây. Tức là rắn nó cắn mà mơ rắn cắn mà đây có vết à? Vâng, có vết. Đây vết thật đây này. Có vết. Ồ, trong giấc mơ là rắn cắn mà đây có vết luôn. Vâng, con nằm mơ rắn cắn hai bên này. Xong đến ngày 49 ngày thì có một con rắn hổ mang ở đây nó bé rồi, bỏ ở đây. Còn đến 100 ngày ấy, thì là đến lúc trưa nhá, ăn cỗ xong ấy, tổ thức 100 ngày xong thì đến trưa thì trời nắng chang chang ấy. Mà con bảo là chốc một mình làm sao mà rửa được cái sân này, thì tự nhiên trời mây đen quồm lại, xong chút mưa xuống rửa hết cái sân này ra tới ngõ là tạnh mưa. Thưa các bạn, đây là hình ảnh người vợ của bạn, hai vợ chồng mới về ở với nhau được 7 tháng và mới có được cái thai được có mấy tháng thì vợ bạn bị một cái sự tác động của tâm linh nó dẫn đến cái trạng thái rất là đau buồn như thế này. Tôi vào đến trong nhà này thực sự tôi cũng rất là bùi ngùi vì trên khuôn mặt cái ban thờ này thì một hình ảnh một khuôn mặt rất là còn rất là trẻ. Còn rất là trẻ. Bạn sinh năm 91 à? Vợ của bạn sinh năm bao nhiêu? 99. Ôi giời. Mất ngày 12 tháng 6 năm ngoái. Vâng. Năm nay là được một dỗ rồi. Năm nay được một dỗ. Thì hôm nay ngày thì đến là đúng ngày 12. Cũng đúng ngày 12. Vâng.
Vợ chồng lấy nhau cũng ngày 12. Vâng. Ừ. Đây là có một cái sự trùng hợp gì đó. Vâng. Nó khá là bất thường. Kể cả trong cái phòng này cũng vậy. Đêm nằm mơ thì ngày xưa có một người đàn bà rất to cao bế một đứa bé trong này. Ừ. Đứa bé trong này thì nằm mơ, thì ban đêm thì nằm trong cái giường trong này, thì nằm mơ làm sao bỏ. Vợ con hỏi là tại sao này mọi một cái kia bị tụt ra, thì con bực, thì con biết là có người âm ấy rồi ấy. Ừ. Thì con bực, con lên chút giận vào cái cây dối ở đằng này. Ở đây còn cây dối không? Có, còn cây dối to không? Thể chắc được 100 năm rồi. 100 năm rồi. Cây dối đấy nó thuộc đất nhà ai? Đất của nhà hàng xóm đằng sau. Nhà hàng xóm có vấn đề gì không? Có một bà bị què. Bị què. Vâng. Bà chửi nào suốt ngày, ghê lắm. Đất này thì ra đây là cái chỗ phòng ngủ của hai vợ chồng. Vâng. Thế bây giờ còn mình bạn ở đây thôi. Vâng, có mình con ở đây thôi. Ừ. Thế còn bố bạn là ở trên nhà trên. Vâng. Ừ. Thì phòng này chúng ta là dùng lại để vừa giữ đất của ông của cha, thứ hai là vừa để lấy thứ cơm của họ bán đi, sợ là người ngoài thì giữ lại phúc đức cho tất cả họ. Tôi hiểu rồi, để tôi nhìn xem. Vì họ bây giờ đang chết nhiều lắm, cứ chưa đầy 49 hoặc 100 ngày sẽ có người mất. Mảnh đất này là mảnh đất của chôn giấu. Ở đây làng xóm có ai có đồn thổi gì về chuyện này không? Có. Người ta đồn thổi như nào? Trước đây bảo có một cái anh ở dưới này, anh mò được cái vàng ở cái dưới góc ao trên nhà trên này. Mò được vàng. Mò vàng. Nhưng anh không biết, anh cũng một tí thôi, anh không biết nhưng anh lại vứt đi. Rồi anh mò cả tháng trời ngược lại không được. Và cái đằng trước này gọi là cái cổ dâu, đằng trước này gọi là cổ dâu thì có rất là nhiều ấy, nhưng phải có, bố con vẫn bảo là phải có tâm ấy, đến khai phá cho cái làng này. Thì mấy cái làng này thứ nhất là mới phát triển được, không thì làng này chỉ nghèo, bốn quanh rất là phát triển nhưng cái làng này nghèo lắm. Ngay đằng trước này, trinh nữ đang quay mặt về hướng làng này, gọi là cái gồ râu. Cái gồ đấy cách đi xa không? Ngay đằng trước này. Mà cái miếu này thì nó là điểm đánh dấu của, nó liên kết với mấy cái miếu liền cơ. Đây mời thầy ra ngoài. Cái nhà kia là cái nhà gì đấy? Nhà vệ sinh, cái nhà bếp của họ cũ. Đây là tôi lấy cái này. Biết là như các cụ nói, là như bố con vẫn nói là cái cây nhãn này ngày xưa nó là mọc từ một cái khóm tre mọc ra. À cái miếu này à? Vâng, cái miếu này. Miếu này là miếu của làng à? Của làng, của xóm, nhưng nó thuộc dự của dự, nó thuộc rất đất của gia đình. Đất của gia đình bạn. Đây cây dưới con chút giận lên cây dưới này. Bạn chút giận như nào? Bằng cách phát cành chặt một cái đoạn bên dưới ngang bụng. Cây này là bây giờ đất này là đất này, hiện tại đất này là đất của ai? Đất nói chung là của đất của gia đình, cái của nói chung của mấy anh em trong gia đình được. Thế cái nhà đằng sau này cũng là của họ hàng gì? Vâng, cái nhà đằng sau là của hàng xóm. Cái cây nhãn này to lâu lắm. Rất là bất thường. Ngày xưa chỗ này là một cái khóm tre. Ừ. Xong ở dưới góc này kia có một đứa trẻ cũng bị chết ở dưới góc này. Cái miếu này mới xây lại. Ờ, tôi lại nhìn thấy một cái bát thương cổ. Vâng, lần trước con cũng bảo định nhìn thấy. Cái bát thương cổ ở bên Đông Hưng hay là bên tôi không nhớ. Bên Đông Hưng. Bên Đông Hưng. Nhà Trần. Ừ. Bát thương này lâu lắm. Ừ. Có cái đặc biệt này, hai cái khóm chuối này, cái ngày chưa xây xong cái nào là cái miếu cổ cũ thôi, cái này mới thu dựng lại. Bảo con trồng hai cái cây chuối ở đây. Thì đến ngày khi khánh thành cái ngôi miếu này thì tự nhiên hai cái bụng chuối to đến ngày đến tháng tự nhiên ngã đổ xuống hạ lễ để cúng cái ngôi miếu này. Ngôi miếu này xuất phát như người ta từng nhìn thấy là có 14 người mặc gọi quan ấy, xuất phát từ cái điểm này xong đi về cái gò râu đằng trước này. Cái gò râu nó ở chỗ nào? Ở đó là cái cánh đồng đằng trước kìa, nhà họ ấy che rồi, cái cánh đồng đằng trước. Làm đưa rồi. Đồng đưa. Đồng đưa rồi. Vâng. Còn cái đất này gọi là người ta cống hiến cho chủ keo rồi. Và cái chỗ bụi chuối kia là có một đứa trẻ ngày xưa nó bị chết rồi. Sẽ cống hiến chủ keo gần đây. Chủ keo ở dưới này cách đây khoảng 7 cây.
cái đầy đất của nhà họ, nhưng họ ngày xưa là cứ họ cúng, họ họ mang xuống chùa kheo họ cúng kiến. Chào chú ạ. Rồi. Đây thầy về, thầy đang giúp đỡ gia đình. Ừ. Đây bố con 4 lần sẽ đánh rồi. Ừ. Còn bị ma nó liếm cả chỗ này và không có ấy. Chết. Mẹ con hai lần bị sét đánh này. Chú khỏe không? Giờ, thời gian gần đây chú khỏe không? Ừ. Cháu xem cái tay của chú xem. Cái miếu này, cái cây nhãn này là đã, mọi người có biết là nó có từ bao giờ không? Cây nhãn này nó được 100 năm chưa? Cây nhãn này thì cũng là cây nhãn mọc thì tự nó mọc là trước là cũng che. Trước ở đây là có cái bụi tre. Vâng. Cái dậu tre. Vâng. Mọc ở trong đây. Đây nó được 100 năm chưa? Cũng gần đến rồi. Vâng. Cái miếu này ngày xưa ông nội ấy là chuẩn bị để bố con này, được bố con được mấy tháng tuổi ấy. Thì ông nội phá cái miếu này thì ông nội mất. Thế hôm trước bạn này bạn có kể về cái việc mà chú bị cái thần nữ nó tác động, nó kiểu như dạng dẫn dắt chú là tự tử. Có lần hôm bố bảo là nếu mà ông ấy thì tao chỉ cái, những câu nói của mày tao chỉ thắt cổ trong bữa ăn ấy. Thế là con biết như vậy cái con dừng luôn, con không dám nói gì nữa. Rồi. Thôi được rồi. Ở đất này là cái miếu này, cái lũy tre ngày xưa nó là cái chỗ chôn của ngày xưa. Chú hiểu không ạ? Cái này chắc là hàng xóm ở đây, những người cao tuổi người ta phải biết, có những cái thông tin đấy. Không ai biết gì cả. Chỉ có mỗi câu chuyện của cái ông Hiển, ông mò được cái vàng ở kia. Ừ. Thì thực ra đấy là cái chuyện, đến cái vàng đấy là cái rơi vãi thôi. Chứ nó không phải là cái... Cây nhãn này có quả xài lắm, nhưng ai mà ăn, chưa đến ngày đến tháng mà ai mà ăn là chỉ có đau bụng hoặc là gì đi viện. Ông về và bắt đầu phải cúng bái. Ừ. Nhưng không ai dám động vặt một quả nào. Bây giờ bạn chạy về nhà bạn lấy cho tôi bộ bài, tôi xử lý, tôi bắt thần ở đây luôn. Ở đây cái miếu này là chú có biết là người ta thờ cái gì không? Đây là thờ quan Long Mạch đấy. Quan Long Mạch ạ? Dạ. Ừ. Ở đây nó có cả những cái thần nữ chú ạ. Cái thần gọi là thần giữ của ở trên cái khu vực này. Thì nó mới gây ra cái nhiều cái trạng thái gọi là bất thường cho gia đình. Nếu nói về giữ của đất đây và cái đất bên nhà bên này là có vàng. Vâng. Nhưng mà nó tác động đến xung quanh, chú hiểu ạ? Nhưng không phải là nhà bên này có vàng đâu, mà nó chôn cả ở bên này cả bên kia. Đấy. Nhưng sao chú biết là nhà bên kia có vàng? Vì là nhà ông này là đi ba anh em trai, cô con gái. Thế thì ông anh cả là ở cái thổ trên kia. Vâng. Thế ở những ông ở trên nhà thì cái vần của bà cụ mẹ đẻ ông nó cứ bốc cháy, nhưng ừ, cháy này không biết tắt chỗ nào. Ừ. Nên bắt đầu ông ấy cho con ông ấy làm gạch hồi đào được, đào được thì nó cục nó bằng này, không đào đập bốc tre không ra, thế nó ném xuống cái góc ao. Thế có một thời nó đi bộ đội. Thế là cái có bà mỏ đời mày đã được cầm vàng mày ném xuống cái góc ao ấy. Ừ. Thế em về nó mỏ là không thấy. Thưa rồi, bây giờ thực ra như này chú này, ở trên đất này là có nhưng cháu không muốn chỉ cụ thể. Vâng. Chứ nhá, cháu muốn chỉ cụ thể cái việc đấy, nó là cái tài nguyên quốc gia kệ nó. Bây giờ quan trọng là cái thần và cái tâm linh nó tác động đến gia đình. Thì bây giờ cháu giúp gia đình để bắt nó đi chú nhá. Bạn nhá. Lệnh cho tứ đại hộ pháp cùng 20.000 tiên binh bao vây toàn bộ khu vực này, nội bất xuất, ngoại bất nhập, bắt hết tất cả vong linh lang thang, thần giữ của quanh khu vực này lên tiền đợi xét xử. Cái bờ tre này nó là cái bờ tre ngày xưa, nó là cái vết tích ngày xưa. Ngày xưa thực ra nó đánh dấu bằng cái bờ tre. Sau đó cái bụi tre này nó bị, nếu nó gọi qua thời gian nó chết đi, thì cái cây này là cây tự mọc để nó là cái nơi thần nó ngự đây. Nhìn cái gốc cây nhìn nó rất là lạ luôn, rất là lạ. Có cái bát hương cũng cổ lắm. Ừ, bát hương là bát hương cổ.
Đất này hơi nặng đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Chỗ này hơi nặng đấy. Lệnh cho tứ đại hộ pháp cùng 20.000 thiên binh bao vây toàn bộ khu vực này. Đích thân tôi bắt tất cả các thần và trinh nữ lên thiên. Đất này hơi nặng đấy, chứ không phải đơn giản. Nó nặng vì nó còn kim ở dưới, chú hiểu không? Nó còn kim ở dưới, kim ở bên này nhiều hơn bên kia, bên đất này nhiều hơn bên kia. Cái đất này ngày xưa là đây là nơi gọi là của nơi ẩn đấu của cách mạng, nơi một cách mạng ở đây. Hơi nặng ấy, chứ không đơn giản đấy. Đây à, đây có cả thần tướng nữa, từ que nó đong đưa, đây có cả thần tướng, chắc phải cho thần tướng lên thiên. Lệnh cho thần tướng Triệu Quốc Thịnh hồi thiên, lệnh cho thiên tướng Giáng Trần để canh giữ đồ thiên, lệnh cho tứ đại hộ pháp cùng 20.000 thiên binh đưa bắt tất cả các vong linh và thần dữ của trên khu vực này lên thiên đợi xét xử. Thưa các bạn, đối với những đất có thần tướng, tôi phải gọi đích danh cái tên thì họ mới lên, vì lên còn xét cái công ở dưới này canh giữ hàng 500 năm, hàng nghìn năm. Ô, chưa đúng tên rồi. Ôi trời, sợ thế nhỉ. Phải để lại chân đồ rồi. Không, cái này thì phải gọi đúng tên đó. Phải gọi đúng tên. Thần tướng phải gọi đúng tên. Triệu. Tôi xin nói lại, vì các cái danh sách, các cái thần tướng, khi mà tôi lên thiên lấy danh sách thì nó cứ chạy này. Khi đến tên ai ở vị trí này nó dừng lại. Thì khi tôi nhìn thì có thể nó bị thiếu dấu hoặc là thiếu chữ gì đó, cho nên tên đọc nó sẽ sai đi một tí. Triệu Quốc Thi. Triệu Quốc Thi, lệnh cho thần tướng Triệu Quốc Thi hồi thiên. Triệu Quốc Thi. Thi. Lúc nay anh đọc là Triệu Quốc Thích nhỉ. Triệu Quốc Thi. Úi dồi. Úi dồi. Đúng tên. Đúng tên thì lên luôn. Sợ thật đấy. Các bạn thấy được cái sự hiện hữu của tâm linh nó là như thế nào. Vẫn còn trinh nữ, phải bắt tiếp trinh nữ. Sợ thật. Được rồi, thưa các bạn, thần tướng nào hồi thiên, còn lại các cái thần ở đây tôi phải lệnh lại. Lệnh cho tứ đại hộ pháp cùng 20.000 thiên binh bao vây toàn bộ và bắt tất cả các vong linh và thần dữ của trên khu vực này lên thiên đợi xét xử. Thưa các bạn, khi chúng ta rút lệnh thì chúng ta tính từ khi mà chúng ta đọc được tên của thần tướng. Đây là lệnh thứ nhất. Bây giờ rút kiểm tra lệnh lần thứ hai. Kinh thật. Đọc đúng tên đấy lên luôn. Được rồi. Thần tướng này hơi có ấm ức cái gì đó. Hơi ấm ức gì đó. Nhưng mà lên rồi. Và thưa các bạn, mảnh đất này sạch sẽ và tôi đã trả lại cho gia đình một cái phần âm sạch sẽ để cho bạn còn tính tiếp về tương lai cũng như về công việc trong cuộc sống của bạn, để từ nay trở đi không còn bị những cái gì nó cản trở nữa. Đoàn chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình sang Nam Định. Xin chào và hẹn gặp lại.